Hello anh em, xin chào tất cả người anh em, những người bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình nha. Thì hiện tại bây giờ sự kiện Moco thức tỉnh đang diễn ra và có những món đồ ăn đó free khá là nhiều anh em nhờ. Thì video này mình sẽ làm theo cầu của tất cả anh em bình luận ở video trước, đó chính là kêu mình sẽ cầu tư chế tạo một cái ba lô. Thì anh em có thể đón được ba lô tên gì, cầu tư đón được tên gì không ơi? Gì ma trận cái gì đó. Đúng anh em, đây chính là một cái ba lô ma trận. Thì anh em mà chơi cái sự kiện Moco quần đào thì anh em đạt 15.000 điểm thì anh em sẽ nhận được cái ba lô này miễn phí anh em nhá. Thì video này mình với cậu Tư sẽ hành là chế tạo cái ba lô này, em biết cậu Tư dự định làm kích thước nó tầm bao nhiêu cậu Tư? Vừa giống như cái ba lô bằng cái vai mình đi, cỡ khoảng 5 tấc, ngoài 6 tấc là được rồi. Được của nó đấy. 50-60 cm thì làm của nó sẽ đeo được, cậu mình sẽ thiết kế cộng dây và đeo sau lưng luôn anh em nhá. Rồi bây giờ cùng xem cậu Tư mình sẽ hành thiết kế cái ba lô ma trận này cho anh em xem anh em nhá. We'll be right back.
Lại gặp anh em nữa rồi. Thì sao bây giờ thì quá trình đầu tư mình làm cái này tốn tầm bao nhiêu thời gian, cậu Tư nhớ rõ không cậu Tư? Khoảng 5 giờ 5 tiếng. 5 tiếng thì tại vì do thiếu cái phần mà mình với cậu Tư hiện tại giờ đang không còn keo để dán nữa em ạ. Cho nên thì không còn, nói vô không có đi ra ngoài được anh em, nên thì tận dụng trong nhà có gì làm ở đó anh em ạ. Anh em thấy cậu dây, cậu dây cậu mình buộc bằng dây tép luôn anh em, đủ hiểu anh em nhá. Nếu mà không có, nếu mà có vật liệu thì mình với cậu Tư sẽ xài cái cọng dây khác em, cọng dây khác nó đẹp hơn cọng dây này. Đúng, hợp lý. Đây, thì đây là cái ba lô ba chậm mà mình đã chế tạo hoàn thành đây. Anh em có thể xem. Wow, để anh em thấy ngầu không? Chắc lẽ là mình nghĩ nhiều, anh em đã nhận được cái ba lô này trong Grab rồi. Giờ mình sẽ đeo thử cho anh em xem anh em nhá. Đeo chiều này đúng không cậu Tư? À, chiều này tôi nè anh em ạ. Cái này đồ dễ bỡ, anh em nhẹ nhàng thôi. Đi học luôn anh em nhá. Đây, mình sẽ quay cho anh em xem. Đó. Rồi, đẹp không? Đẹp không Tư? Cái quá trình thiết kế cái ba lô này như nào, cô Tư nó hãy chia sẻ cho anh em biết cô Tư. Thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà có cái là không, cái màu này là đẹp các bạn. Được của nó đấy. Nó có ba màu, màu chủ đạo không nha. Cái màu này là màu tím, cậu Tư cố tình xài màu tím nổi chút xíu, chứ nó tím là nó giống cái màu này nó không có nổi lên. Cái này mình nâng màu tí xíu cho nó nổi bật ra chút nha các bạn nha. Cái màu này tôi nói là nhìn thấy nó, nhìn xa vẫn thấy màu này nổi. Đó, đem nhìn cỡ xa xa vậy cho nhìn thấy nè. Đó, em thấy những cái nhánh nó xè ra khá là đẹp anh em nhớ. Đấy. Thì hiện tại bây giờ thì anh em nhớ vô làm nhiệm vụ đó chính là chơi sự kiện Moco quần rào, anh em sẽ nhận được cái ba lô ba trận này hoàn toàn miễn phí anh em nhớ. Rồi, video chắc lẽ mình cũng xin dừng luôn hết cậu Tư. Giờ trời cũng gần mưa nữa rồi anh em ạ, gắn làm video sớm sớm, giờ là khá là tối anh em, tối là mưa anh em nhớ. Video mình cậu Tư chế tạo cái ba lô ma trận trong game này đã hết rồi. Và chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều dành thời gian quý báu để xem video ủng hộ mình và cậu Tư nha. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo, bye bye.